Trong thư, anh ấy khuyên nhủ và an ủi tao rất nhiều điều. Nhưng mà không hiểu sao, tao vẫn rất lo cho anh ấy chúng mày ạ. Yên tâm, anh ấy không sao đâu. Ôi giời ơi, mày lại lo. Anh Duy Ngôn bị em dân công Quảng Bình hấp hồn chứ gì. Cái đúng tao thế nói thật đấy. với mày nhá. Thế Mày học nào? Kiểu Liên đây này. Vô lo vô Tao nghĩ, làm sao suy nghĩ cái gì cả. Tao nói thật với mày nhá. Bọn đàn ông ấy, nó chim trời cá nước lắm. Chẳng biết đường nào mà lần đâu. Đúng rồi, cười lên đi. Chẳng biết đường nào mà lần đâu. Cứ thoải mái vô tư đi. Thơm ơi, bố. Có cái Thơm ở đây không? Bố chuyện gì bố? Đây ạ? Thơm con đây đang ạ? Kia. Có chuyện gì hả bố? Ơi, mày có Thư. Có Thư ạ? Cái Thơm có kia. Thư đâu hả bố? Thư đây này. Bình tĩnh. Mày phải tôn trọng cái riêng tư của đi. Tao chứ. Tôn trọng cái gì? Thế ngày xưa nhá, con Liên nó có Thư, mày có tôn trọng nó không? Làm cho bọn đấy, nghe. Đọc đi. Tao kệ. Bây giờ tao đúng sẽ rồi. Đọc thư của mày cho tất cả chúng mình nghe. Còn đọc, đi, đọc đi, đọc đi, đọc đi. Cứ phải bình tĩnh. Đây cho tao, cho tao. Nhanh lên. Lâu quá. Nào, đọc thư. Kia. Ừ, đọc đi. Nào, chúng mày nghe nhá. Tao bắt đầu đọc, Đọc đi, đọc đi. Thư của một người đồng đội báo tin. Đọc đi. Sao thế mày? Gì thế? Thư của một người đồng đội báo tin. Mong chị Thơm nén đau buồn khi đọc tin này. Anh Duy Ngôn đã... Đưa đây. Tin này là thế nào? Tin này là thế nào? Anh Duy Ngôn, anh ấy... Anh Duy Ngôn! Thơm ơi, có làm sao không Thơm? Kìa, Thơm. Ừ, để cho nó ngủ. Ừ. Anh chị Nhung, anh Đức Nguyện. Chào em. Chào Quyền Hà. Mời ngồi. Sao, muốn phỏng vấn gì nữa đây? Em muốn hỏi... Tớ có chút việc. Tớ phải đi trước. Cậu ngồi đây nhá. Chào cậu. Chào Nguyệt Hà. Anh chị Nhung, em muốn hỏi Thủy Tiên có phải là... Người yêu hiện tại của Vũ Sáng đúng không? Ừ. Vậy thì không phải. Chắc chắn chứ. Người miền Nam không bao giờ nói quanh co. Vậy thì là... Thì giống như tôi với Nguyệt Hà vậy thôi. Em thấy nghi lắm. Hay là anh đang bao che cho anh Vũ Sáng đấy? Nghi thì đừng hỏi, mà hỏi thì đừng nghi. Vậy cô Thủy Tiên đó là ai ạ? Nhà báo. Là con gái rượu của tư lệnh Đinh Đạo. Con gái tư lệnh Đinh Đạo? Thật chứ ạ? Người miền Nam không bao giờ nói quanh co. Thôi, chào Nguyên Hà nha. Nếu đúng vậy thì cũng đỡ lo. Nhưng ngộ nhỡ cô ta yêu anh ấy thì sao? Nhận được tin anh mất, em vẫn không tin đó là sự thật. Đột ngột quá, đau đớn quá. Cái Thơm cứ bẩn thần từ ngày biết tin anh Duy Ngôn hy sinh. Mất người yêu cơ mà. Ừ. Chúng mình là bạn nó thì phải khuyên nhủ, an ủi nó. Chứ cứ để lâu thế này, nó giạt người ra mất. Ừ. Ừ. Đúng không?
Mình biết Thơm đau lòng vì sự hy sinh của anh Duy Ngôn, nhưng mà buồn mãi thế này không tốt Thơm ạ. Thơm phải cố gắng lên chứ. Tớ mất anh rồi, mất anh vĩnh viễn rồi các cậu ạ. Anh xin mau nói, này, còn cậu chúng đau cơ mà. Tớ mất anh gì ngon rồi, mày còn chúng đau mà. Dọn cơm nhá, đói quá rồi. Ôi, chạy theo anh mệt đứt hơi. Anh không nghe thấy em gọi à? Em có gọi anh à? Chắc tại anh đang mải nghĩ, không nghe thấy. Em có chuyện gì vậy? Anh mải nghĩ về Kiều Liên đúng không? Chỉ nghĩ về Kiều Liên. Anh mới không biết còn có ai ngoài cô ta nữa. Em đang tưởng tượng thái quá rồi đấy. Em nói thế không đúng à? Em cố tình vào đây, ngoài công tác, còn để hỏi anh về Kiều Liên đấy. Thực sự, cô ta đã chiếm trọn trái tim anh rồi đúng không? Nếu trước đây em hỏi anh câu đó, thì anh trả lời là đúng. Còn bây giờ, thì không. Tại sao? Anh và cô ta đã tuyên bố với tất cả mọi người là không thể tách rời trong bài phỏng vấn của Thủy Tiên còn gì? Điều gì cũng có thể xảy ra. Đây là cuộc sống mà. Giống như tình yêu của em và anh có đúng không? Đây là bếp ăn. Em biết. Nhưng gặp riêng anh để hỏi, em thấy khó quá. Mà ngày mai em phải về Hà Nội rồi. Em muốn nghe chính miệng anh nói ra, để em còn biết đường lo liệu cuộc sống của em chứ. Thôi được rồi, em muốn hỏi gì hỏi đi. Anh vẫn còn yêu Kiều Liên có đúng không? Không. Thật chứ? Vậy, vậy là anh yêu Thủy Tiên à? Không. Kiều Liên không, Thủy Tiên cũng không. Vậy còn em? Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Không sao. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Miễn là anh không có ai. À thôi, để em vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhá. Quang, Quang ơi. Gì đấy? Cậu có thư? Thư từ Moscow đúng không? Không. Hả? Đâu đưa tớ xem nào. Không phải. Giả tớ. Thư từ Hà Nội. Nhưng mà tớ hỏi, em nào? Cậu không nói, không bao giờ cho xem đâu. Tớ đã bảo rồi, tớ có quen em nào ở Hà Nội đâu mà có thư. Đây này, dấu bưu điện Hà Nội Hà Nội nhá. Đâu để tớ xem, đâu để tớ xem là ai đã. Thôi được rồi, tớ
tớ sẽ cho cậu xem. Nhưng cậu phải cho tớ xem đấy nhá. Được rồi, yên tâm. Đâu? Từ từ đã. Đâu em nào? Vương Mai! Vương Mai! Vương Mai! Thôi để tớ đọc thư đã nhá. Thôi để tớ đọc đã, tí nữa. Cho tớ vào với. Thôi. Không được đâu Thiều Quang à. Tôi mà thông cảm cho cậu thì anh Ba Trần cũng bác ngay. Dạ, thưa thủ trưởng. Nhưng em chỉ về Hà Nội có một ngày để gặp Phương Mai rồi em lại quay lại luôn ạ. Anh cũng biết là em với Phương Mai lâu lắm rồi không gặp nhau ạ. Đồng ý, tôi biết chứ. Phương Mai về nước, tôi mừng cho cậu. Nhưng đơn vị chúng ta đang trực chiến. Dạ, em chỉ về một ngày thôi ạ. Một giờ cũng không được. Lần trước tôi giải quyết cho vụ sáng, làm gì cho cậu về Hà Nội trong ngày. Vì tình hình chưa căng. Nếu bây giờ cậu đi, máy bay địch kéo đến thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm? Cậu có thể ở Hà Nội vui vẻ với người yêu được không? Khi đồng bào của cậu có thể bị máy bay Mỹ sát hại. Uống đi. Em xin ạ. Phương Mai về nước mấy tháng kia mà. Yên tâm đi. Vâng. Chào các cậu. Anh Ba. Chào thủ trưởng ạ. Hai cậu đang bàn công chuyện đó hả? Tôi có cản trở gì không đó? Dạ không ạ. Nghe anh em nói là Phương Mai của cậu mới ở Liên Xô về đúng không? Dạ vâng ạ. Chúc mừng nha. Thôi, thủ trưởng và anh Huỳnh Tấn ở lại. Em xin phép ạ. Cậu ta xin về thăm người yêu phải không? Dạ. Đang hoàn cảnh này, đành chịu thôi Tấn à. Dạ. Chiều thanh vắng là đây, âm thầm gió dị xào. Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu. Hôm nay mình mời các đồng đội đã hy sinh về thưởng thức trước. Sau đó mời các cậu. Các cậu ơi, mời các cậu về cùng hưởng nhé. Thiều Quang chiêu đãi đấy, trẻ Thái Nguyên này, kẹo lạc này, mời các cậu. À, hôm nay có chuyện gì mà Thiều Quang đãi bọn này thế? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mình vừa nhận quà của gia đình. Mời các cậu thưởng thức kẹo lạc, chè Thái Nguyên. Quang làm như vậy là đúng đó. Anh em mình sống chết có nhau. Ngọt bùi thì cùng hưởng. Đắng cay thì cùng chia sẻ. Có phải như vậy không? Đúng không? Thôi, mời các cậu đi. Uống đi các cậu. Nè, mời các cậu. Mời mọi người. Chè Thái Nguyên đấy. Chà,
hương vị của quê hương tớ đấy. Nào, mời các cậu. Mấy bé thôi chứ. Này. Ơi. Này. Xin. Ăn đi. Hôm nay không này. Hát sướng gì cả. Cậu ăn đi. Nhưng bọn tớ muốn nghe Quang đàn một bản được không? Chè Thái Nguyên. Tại km số 0. Đúng không nè? Đặc sản của quê hương mình đấy. À, rồi. Hôm nay, nhân dịp vui của Tiểu Quang, tớ sẽ hát tặng anh em một bài. Bài ca Chu Sa. Được đấy. Được đấy. Nhớ. Nhấm ngụm nước cho ngọt giọng. Đề nghị các đồng chí cho biết tình hình các đơn vị sau khi có nghị quyết 4 khẳng định của Đảng ủy sư đoàn. Những tiểu đoàn tên lửa tôi trực tiếp kiểm tra, hầu hết cán bộ chiến sĩ đều nhận thức được tinh thần của nghị quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cho rằng cấp trên còn quan trọng hóa vấn đề. Anh em cho rằng địch đã tuyên bố hòa bình trong tầm tay rồi. Chúng chả dại gì đi gây sự với chúng ta. Tôi yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải quán triệt nghiêm túc cho bộ đội. Một vài đơn vị tôi đến đều có hiện tượng xả hơi. Cán bộ chiến sĩ dục dịch xin nghỉ phép, xin tranh thủ thăm gia đình, vợ con, thăm người yêu, khiến cho chỉ huy rất khó xử. Đó là điều rất đáng lo ngại. Trong lúc chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chúng ta đang căng như một sợi dây đàn. Những tác động về tâm lý sẽ khiến mọi thứ trùng xuống. Do vậy, nghị quyết 4 khẳng định của Đảng ủy là đúng và kịp thời. Đây là thời điểm then chốt. Các đồng chí cần phải nhắc nhở mọi người quán triệt nghị quyết của Đảng và giúp uấn nắn những lệch lạc trong tư tưởng của anh em. Tôi xin phép bà. Chúng tôi về. Tôi xin phép bà. Tôi về nhá. Cảm ơn các bà. Mừng quá. Các ông các bà về ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Chào chào các ông các bà ạ. Chào hai cô. Chào chào bác. Vâng ạ. Chào chào bà. Chào chào bác ạ. Bác cháu xin phép được đến thăm Huyền. Cảm ơn các cháu. Các cháu thật là chu đáo. Bác ơi, chị em chúng cháu có cặp chân giò với con cá chép mang đến để biếu Huyền, bồi dưỡng, lấy sữa cho em bé. Mong bác nhận cho ạ. Cảm ơn các cháu. Các cháu chu đáo quá. Mẹ con nhà Huyền đúng là được sống trong tình làng nghĩa xóm. Ai cũng thương cũng quý. Thế đơn vị của anh Vĩnh đã có ai đến thăm mẹ con Huyền chưa hả bác? Có, các bác ấy chu đáo tận tình lắm. Ấy có cô y tá đến đây trực suốt đấy. À, cô cũng vừa mới đến đấy. Từ khi Huyền sinh đến giờ, đơn vị liên tục cử người đến thăm, mang cho khối đường sữa đấy. Vâng, bác ơi, thế cho chúng cháu vào thăm Huyền được chứ ạ? Ừ, các cháu cứ vào thăm mẹ con Huyền đi. Dạ vâng ạ. Gắng mà ăn nhiều Huyền ạ. Ăn nhiều để lấy sữa cho con nó bú. Nhìn cái thằng cún con dễ thương quá, chỉ muốn cắn cho nó một phát. Mẹ con mình cảm ơn các cậu nhiều lắm. Thế đặt tên cho con là gì hả mẹ Huyền? Bố cháu có viết thư dặn nếu là con gái thì đặt tên là Hiền Hòa, còn nếu là con trai thì là Hà Viễn. Dạ, cháu chào bác ạ. Tú, bây giờ mới tới à? Vào thăm Huyền đi, các cô trong đội dân quân cũng vừa mới tới đấy. Thế ạ? Bác ơi, nhưng mà cháu phải đi có việc bây giờ ạ. Thôi, bác cầm cho cháu ít trứng mang vào cho Huyền đi ạ. Cháu, thế không vào ngắm thằng cu tí một tẹo hay sao? Mà nó giống anh Vĩnh lắm đấy. Thôi, có gì để đến tối nếu cháu có rảnh thì cháu qua thăm Huyền với cả cu tí sau. Cháu có việc cháu đi bây giờ ạ. Thế tối cháu nhớ đến thăm Huyền nhá. Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ. Cháu nghe giọng ai như giọng Tú ấy hả bác? Tú nó vừa mới đến đấy cháu ạ.
Tại Paris trong 3 ngày 8, 9, 10 năm 1972, Cố vấn đặc biệt Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Lê Đức Thọ và Cố vấn Tổng thống Mỹ Kissinger tiến hành phiên họp kín thứ 19. Phái đoàn ta đưa ra dự thảo bản hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngày 22 tháng 10, Nixon tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Song với bản chất ngoan cố, ngày 23 tháng 10 năm 1972, Nixon đột nhiên gửi công hàm cho chính phủ ta đề nghị tạm hoãn việc ký kết vì có trục trặc từ phía chính quyền Sài Gòn. Cũng từ 23 tháng 10, Không quân Mỹ tập trung lực lượng đánh phá ác liệt từ vĩ tuyến 20 trở vào. Cảm ơn. Xin thông báo với các đồng chí một tin sốt dẻo. Mỹ vừa tuyên bố tạm ngừng ném bom miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 20 trở ra. Đây là một động thái của kẻ địch mà chúng ta đã dự đoán từ trước. Theo thỏa thuận, thì đến 31 tháng 12, các bên tham gia hội nghị Paris sẽ tiến hành ký kết hiệp định. Thời điểm này, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở giai đoạn nước rút. Nixon vẫn chưa ngồi lại chiếc ghế Tổng thống. Do vậy, phái diều hâu vẫn đang tranh thủ từng lá phiếu của cử tri Mỹ. Thằng địch cố tình tung hỏa mù, một mặt nhằm đánh lừa dư luận thế giới, mặt khác, chúng hy vọng sẽ dụ ngủ chúng ta trong ảo tưởng hòa bình. Sự nham hiểm và quỷ quyệt của kẻ thù không có bút mực nào tả nổi, giống như một quả bóng đã bơm căng chuẩn bị phát lên, giờ đột nhiên bị tháo xì hơi. Sự nguy hiểm là ở chỗ đó. Với tuyên bố này của Mỹ, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Cán bộ, công chức, rồi người dân sẽ ùn kéo về Hà Nội. Cũng là vấn đề đấy. Nguy hại nhất là tuyên bố này sẽ khiến bộ đội ta trùng xuống. Ở sư đoàn phòng không BS-1 đã có hiện tượng xả hơi. Đảng ủy sư đoàn vừa có nghị quyết, bốn khẳng định rất kịp thời. Vâng. Xét về bản chất, nếu Nixon đắc cử, thì chắc chắn bọn địch sẽ lật lọng cho mà xem. Thưa các đồng chí, lúc này hơn lúc nào hết, công tác chính trị tư tưởng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó quyết định sự thành bại của chúng ta. Tác chiến, quân báo, theo dõi, nắm chắc mọi động thái của địch, kịp thời báo cáo về Bộ Tư lệnh. Báo cáo Tư lệnh, rõ. Chúng ta bắt đầu giao ban. Đã lâu lắm rồi anh không về thăm mẹ. Đêm nào mẹ cũng trằn trọc nhớ anh. Đêm nào mẹ cũng thắp nén hương, rồi ra sân khấn vái xin trời Phật phù hộ cho con trai mẹ. Anh tranh thủ về thăm mẹ nhé. Nhưng về thì đừng bảo mẹ là em viết thư cho anh, không mẹ lại mắng em. Các con ơi, bố về rồi đây này. Bố về. Con chào bố. Con chào bố. Bố ơi, bố có khỏe không bố? Bố khỏe, các con ở nhà học tập tốt chứ? Vâng ạ. Bà ơi, bố con về rồi ạ. Thế hả? Con về rồi đấy à? Mẹ trông con mấy tháng nay. Con chào mẹ ạ. Mẹ con bà cháu cứ mong ngóng con về. Mẹ cứ hắt hơi suốt thôi con ạ. Mừng quá. Mẹ, có mẹ em vẫn đâu? Khỏe chưa? Độ này mẹ gầy đi đấy. Suốt ngày mẹ chỉ mong ngóng các con về, làm sao mà không gầy được. Thôi, con đi lấy quà cho các cháu dạ. đi. Các con ơi, dạ. Bố có quà cho các con đây. Đây, bố đảm bảo quà này các con sẽ rất thích cho mà xem. Vâng ạ. Đây, quà của con đây nhé. Con xin ạ. Còn đây là quà của con. Xin bố đi, xin bố đi con. Con chào mẹ. Mình đã về đây à? Mẹ ạ. Mình à? Chào mẹ ạ.
Hai anh em bố cho quà đã cảm ơn chưa? Con cảm ơn rồi ạ. Bố đi cháu. Mà đấy, bố về mà xử lý nhá. Ừ, bố về rồi đi nhá. Hai đứa ở nhà hư lắm, không nghe lời mẹ đâu. Con vẫn ngoan mà. Con cũng ngoan. Các con đều lớn hơn đợt trước nhiều rồi đấy. Sắp thanh niên rồi mà còn để mẹ đét đít thì còn ra gì nữa, đúng không nào? Vâng ạ. Bố mình là oai nhất đấy. Máy bay của bọn Mỹ bố còn không sợ, có sợ gì mẹ mình đâu nhỉ. Thôi, bố đã cho quà các cháu. Bây giờ các cháu vào trong nhà học bài để bố mẹ nói chuyện nhá. Vâng ạ. Đi nào. Thôi, anh đi tắm đi, để em vào nấu cơm nhá. Cô Viễn ngủ chưa con? Mẹ. À. Cháu nó cũng vừa mới ngủ xong. Thế mẹ à? Mẹ, mẹ vào với cháu để con xuống nấu cơm. Thôi, để mẹ làm cho. Non ngày, non tháng. Vất vả thế này, lại ngã ra ốm thì khổ. Con mà không công lên việc xuống, con thấy nhớ nhà con mẹ ạ. Con phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm nom cu Viễn. Đừng có giống mẹ, nuôi con trai lớn thì đi bộ đội, con gái thì đi thanh niên xung phong. Mà con xem, làng mình có nhà ai là không có người hy sinh đâu con. Hy sinh vì nước thì không có ai băn khoăn đâu mẹ. Anh thích con trai hay con gái? Anh chỉ thích em thôi. Con gái thư thư cũng được mà. Anh là hư lắm nhá. Chỉ có ham chơi thôi đấy. À, em biết rồi nhá. Anh chỉ yêu mẹ chứ không yêu con. Thảo nào em gọi mãi chẳng đứa nào chịu tới cả. Yên Văn Chí, anh sẽ cho em cả một đàn, nuôi không xuể đừng trách nhá. Em chẳng lo, con càng đông càng tốt. Hai vợ chồng mình nuôi không xuể, em sẽ gửi ông bà ngoại nuôi vài đứa, ông bà nội nuôi vài đứa. Các cụ chẳng quý cháu như vàng ấy. Và để sinh con nối dõi tông đường nữa chứ. Huyền, anh yêu em. À, cô Xuân đây rồi. Chào các anh. Ở nhà chắc các anh đã nghe toàn văn tuyên bố của chính phủ ta rồi chứ? Rồi, chúng tôi cũng đã nghe. Đang đợi anh về để xem có gì mới không. Tôi đang đi trên đường thì nghe đài đọc, nên nghe lõm bõm câu được câu trăng. Xong về cơ bản thì thấy rõ thái độ lật lọng của đế quốc Mỹ. Đề nghị anh Xuân báo cáo vắn tắt tình hình cho Bộ Tư lệnh nghe và kịp thời triển khai. Báo cáo các anh, Tổng cục Chính trị phổ biến nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tình hình mới và hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng. Văn bản tôi có mang về đây. Anh xem này. Thế anh Xuân có phát biểu gì với Tổng cục Chính trị không? Báo cáo các anh, có ạ. Hôm qua tôi có phát biểu là Thường vụ Đảng ủy Quân chủng phòng không không quân khẳng định Mỹ sẽ dùng máy bay B-52 đánh ra miền Bắc, nhưng chủ yếu tập trung vào Hà Nội. Bài học cuộc chiến ở Triều Tiên vẫn còn đang nóng hổi. Trước khi ký kết hiệp định, Mỹ đã dùng sức mạnh không quân, hải quân và cả pháo binh san phẳng Bình Nhưỡng còn gì. Báo cáo các anh, tôi cũng có nói, bộ đội phòng không không quân đã chuẩn bị sẵn sàng giáng trả quân xâm lược. Tới đây, Tổng tham mưu trưởng sẽ duyệt phương án đánh B-52 của quân chủng. Sau khi nghe anh phát biểu ý kiến, có ai có phản ứng gì không? Báo cáo các anh,
Các đồng chí ở trên rất tán thành. Tuy nhiên, trong hội nghị có một số đồng chí phản ứng ra trò. Họ cứ kéo tôi ra một góc và hỏi rất gay gắt. Các cậu định hù dọa ai vậy? Thế anh đã trả lời với họ ra sao? Tôi cười và nói: trước hết, đây không phải là ý kiến của cá nhân tôi. Tôi và đảng ủy của quân chủng phòng không không quân đã nghiên cứu, đúc kết và rút ra điều đó. Các đồng chí có tin hay không thì tùy. Và chúng tôi cũng không có ý định dọa bất kỳ ai cả. Được rồi, rất cảm ơn đồng chí Xuân. Với tình hình hiện nay, việc động viên và khích lệ tinh thần ý chí chiến đấu của bộ đội là rất quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị thường vụ triệu tập hội nghị bất thường của đảng ủy quân chủng phòng không không quân để quán triệt nghị quyết của quân ủy trung ương. Nhất trí. Đề nghị anh cho triệu tập ngay cuộc họp. Nhất trí. Báo cáo thủ trưởng, báo quân đội vừa đăng toàn văn tuyên bố của chính phủ ta. Đồng chí hãy đọc cho mọi người cùng nghe. Mời thủ trưởng và các đồng chí nghe toàn văn tuyên bố. Chúng ta muốn hòa bình trong độc lập tự do. Chúng ta có thiện chí, nhưng đế quốc Mỹ vẫn nuôi tham vọng xâm lược miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, chia cắt lâu dài đất nước ta. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu khuất phục. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Với đám lái súng này, phải nói chuyện bằng súng đạn, phải thua trận thì chúng nó mới chịu chấp nhận ngồi đàm phán, thủ trưởng ạ. Cứ phải đánh cho dập đầu. Bọn chúng chỉ muốn đè đầu cái cổ người khác, chứ không chịu đàm phán. Đối với cái bọn đế quốc xâm lược này, tôi nghĩ ta phải nói chuyện bằng súng đạn. Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ phải đánh cho chúng một trận thật tơi tả thì chúng mới chịu ngồi đàm phán. Đúng như vậy. Các đồng chí nhận thức rất đúng. Các đồng chí phải luôn nhớ rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được phép chủ quan bất kỳ đáp. Tốt rồi. Bây giờ các đồng chí hãy triển khai bay ngay cho kịp. Buổi tối chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn. Rõ. Đó. Tập trung cao độ vào nhé. Báo cáo đại tướng và các đồng chí, Đảng ủy quân chủng phòng không không quân vừa họp quán triệt nghị quyết của quân ủy trung ương. Chúng tôi đã hoàn chỉnh phương án tác chiến, chờ bộ duyệt. Phương án đánh B-52 được quân chủng xây dựng, phát triển, bổ sung và hoàn chỉnh. Thực sự là một công trình của trí tuệ tập thể. Nó xứng đáng với danh xưng cẩm nang bìa đỏ. Báo cáo đại tướng, thường vụ đảng ủy và bộ tư lệnh quân chủng dự kiến sẽ họp mở rộng để chọn những phương án tối ưu nhất, kế thừa trên những phương án trước đây. Để chuẩn bị cho chiến dịch phòng không đánh B-52, thời gian chuẩn bị chiến đấu của chúng ta không nhiều, nếu không muốn nói là rất gấp. Báo cáo đại tướng, phương án đánh B-52 được ra đời từ thực tiễn chiến đấu. Này chúng tôi rất muốn phương án đó được trở lại chiến trường để kiểm nghiệm ạ. Tình hình hiện nay không cho phép chúng ta được chậm trễ. Quân chủng phòng không không quân cần chuẩn bị với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm đánh thắng B-52. Rõ. Trực ban tác chiến. Rõ. Đồng chí lưu ý đài K5 quan sát, giúp phi công cất và hạ cánh cho tốt. Nhắc radar, tăng cường sục sạo, đề phòng bất trắc. Trung đoàn trưởng, cứ yên tâm. Nếu thợ máy chuẩn bị xong, cho biên đội cất cánh. Rõ.
Gió. Báo cáo, Sở Chỉ huy cơ bản cho biết có nhiều tốp máy bay địch xuất hiện, nhiều khả năng chúng sẽ vào theo hướng đông, đông nam Mộc Châu. Tác chiến. Có. Lệnh cho biên đội Vũ Sáng và Trịnh Nhung vào cấp 1. Đó. Biên đội 01, Đà Nẵng ra khơi. Tam đảo gọi 0102, nghe rõ trả lời. 01 nghe tốt. 02 nghe tốt. 0102, Trường Sơn 20, dòng phải Mê Công 340, tăng cường quan sát. Đó. Đồng chí dẫn biên đội tiếp cận, đánh tốt này. 01, 02, cảnh giới hồ mang bên phải, 20 độ, cự ly 50 cây. 01 nghe tốt. 02 nghe tốt. Dẫn biên đội tiếp cận công kích. Có một phát điện hai tốt địch. Cự ly 25 km, độ cao 3.000 mét. 01, cắt dây, Trường Sơn 35, phi cơ 190, tiếp cận công kích. 01 xin phép công kích. Cho phép công kích. 01 bám thẳng bên trái, 02 bám thẳng bên phải. Không một không hai, thoát ly ngay. Không một nghe tốt. Không hai nghe tốt. Địch đã bảo vệ không hai, không hai gặp nguy hiểm. Tam đảo gọi 01. Tam đảo gọi 01, nghe rõ trả lời. Tam đảo gọi 01, nghe rõ trả lời.